Và đây là một quần thể ốc sên đang ở trên ngọn cây. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng trời mưa ốc cây ốc leo lên cây nhá. Ốc sên đấy. Trời thì đã mưa 2 ngày. Và theo kinh nghiệm của các cụ thì cứ ốc sên mà bò hết lên trên ngọn cây ấy thì trời sẽ còn mưa kéo dài trong một vài ngày tới, thậm chí có thể là một tuần. Đấy, quý vị và các bạn nhìn thấy rất là rõ là các bạn ốc sên là đang tụ hết trên ngọn cây. Đây là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, bởi tạo hóa đã sinh ra, thời tiết thay đổi thì các con vật cũng sẽ phải thay đổi để thích ứng với thời tiết, với thiên nhiên. Thực sự ra thì có rất nhiều điều kỳ diệu mà qua cái kinh nghiệm của các cụ đã trải nghiệm thì để lại cho chúng ta những câu ca dao tục ngữ, ví dụ như là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì lắng, bay vừa thì dâm. Đấy, hay là gà đấy mà ngủ trên cành cây, trèo lên cành cây thì là trời sẽ sắp mưa và mưa rất là lâu. Đấy, còn bình thường mà ở dưới đất ấy, ngủ dưới đất ấy, thì là sẽ không có mưa, trời sẽ lắng. Đấy, đấy là một trong những cái ví dụ về chuồn chuồn và gà và ốc sên. Và những cái trận động đất ấy, trước khi có động đất thì là voi, voi sẽ thường xuyên đặt cái vòi xuống mặt đất thì không. Thời lượng làm video của Hiền Discovery đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy thú vị hãy để lại cho Hiền đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thông báo để nhận được video mới nhất khi có video. Một lần nữa xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video kế tiếp.